Ở độ tuổi 39, thời điểm nhiều cầu thủ đã treo giày hay an phận chơi cho câu lạc bộ kém cạnh tranh để nhận lương, Zlatan Ibrahimovic vẫn đang gồng gánh AC Milan. Trở về San Siro vào mùa đông 2020, nhưng Ibrahimovic sớm tạo được nguồn cảm hứng cho toàn đội như cái cách anh từng làm ở giai đoạn đầu khoác áo màu đỏ đen. Nhưng nếu cách đây một thập kỷ, chân sút trưởng thành từ Malmo mới 29 tuổi, độ tuổi chín muồi nhất sự nghiệp thì ngày nay anh được cho là một lão tướng. Vậy điều gì đã giúp Ibrahimovic sung mãn ở giai đoạn gần tuổi tứ tuần như hiện tại? Câu trả lời sẽ có trong clip giải mã của ngày hôm nay. Nhờ vào chiều cao của mình, Ibrahimovic chính là điểm đến của các đường bóng. Chân sút 39 tuổi có thể nhận bóng, làm tường và bật nhả cho các vệ tinh xung quanh. Với Ibrahimovic, anh có thể vừa đảm nhận vai trò tiền đạo mục tiêu. The 442 tiết lộ bài phỏng vấn Ibrahimovic miêu tả về lối chơi của mình. Khi tôi nhận bóng, điều quan trọng nhất là không làm mất nó. Nếu chỉ có mình tôi ở phía trên, tôi sẽ cố giữ bóng, giữ thăng bằng và sử dụng phần lưng, chân, sức mạnh để đẩy hậu vệ ra xa. Đó là điều cần thiết bởi nhờ thế mà tôi có thể chờ đợi đồng đội dâng lên tham gia tấn công. Tôi có thể tự làm tự ăn hoặc chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Tôi là cầu thủ thông minh nên biết khi nào cần đưa ra quyết định hợp lý. Bóng đá thay đổi liên tục nên Ibrahimovic cũng cần có sự điều chỉnh trong lối chơi. Khi đó gã cao kiểu này không chỉ cố định mãi một vị trí trên hàng công. Khi cần thiết, anh chấp nhận lùi xuống, đóng vai trò cầu nối và hút người. Tại Milan mùa vừa rồi, Ibrahimovic nhiều lần đảm nhận nhiệm vụ đó và anh đã hoàn thành một cách xuất sắc. Nhắc đến Ibrahimovic là chúng ta nhắc đến ông vua lập siêu phẩm. Trong suốt sự nghiệp, chân sút 39 tuổi thường xuyên tạo ra các bàn thắng ngoạn mục. Anh vô lê, nhảy lên không trung đánh gót hay giơ chân lên không trung để thực hiện tình huống dứt điểm. Người hâm mộ vốn quá quen hình ảnh Ibrahimovic giơ chân thật cao để chuyền hoặc sút bóng. Làng túc cầu chắc hẳn chỉ có tiền đạo từng thi đấu tại La Liga làm được điều đó. Lý giải cho điều này, bộ môn Taekwondo đã giúp ích cho tiền đạo Thụy Điển rất nhiều. Ibrahimovic đã giành đai đen Taekwondo ở tuổi 17. Anh chơi môn này giỏi chẳng kém gì đá bóng. Theo chính ngôi sao tại Serie A thừa nhận, nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, anh đủ khả năng để lấy vài tấm huy chương Olympic môn Taekwondo. Nhờ bệ phóng võ thuật nên Ibrahimovic từng có nhiều siêu phẩm để đời. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh là ví dụ, một pha bật lên không trung và móc bóng phi thường từ bên ngoài vòng cấm. Hãy nhìn lại tình huống, chúng ta sẽ thấy chân của Ibrahimovic thậm chí còn cao hơn phần đầu của đối thủ. Ngoài ra thực tế chỉ ra, chân của tiền đạo này vuông góc với mặt đất vào thời điểm tiếp xúc với quả bóng. Nếu chỉ là cầu thủ bình thường, họ đương nhiên chẳng thể nào làm được điều phi thường ấy. Taekwondo vốn là bộ môn tập đá rất nhiều. Điều đó vô tình giúp lực chân, sức bật của Ibrahimovic được cải thiện. Ibrahimovic còn được trời phú cho chiều cao lên đến 1m95, nên đó là phần nguyên nhân giúp ngôi sao ở San Siro dễ dàng vung chân qua đầu các đồng nghiệp. Đáng chú ý nhất là khi Ibrahimovic áp dụng những bài tập võ này vào bóng đá, nó sẽ giúp anh có được sự khéo léo, linh hoạt và cái trụ thật vững chắc. Taekwondo giúp cựu cầu thủ Man United có độ dẻo dai trong việc xoay các khớp chân lẫn hông và vặn người, qua đó tạo tiền đề để anh tranh chấp hay xử lý các tình huống trong phạm vi hẹp. Vì lẽ đó, nên dù Ibrahimovic to cao nhưng anh không hề vụng về mà còn vô cùng tinh tế trong việc xoay sở, che chắn bóng hay thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Để hình dung rõ về việc Ibrahimovic tận dụng kỹ thuật Taekwondo che chắn bóng như thế nào thì hãy nhìn qua Icaro. Chân sút của Man United là cái tên bên cạnh Ibrahimovic áp dụng Taekwondo vào bóng đá. Người kèm cặp anh là huấn luyện viên thể lực Wayne Richardson với một phát biểu: "Tôi sẽ sử dụng những món đòn thủ thuật đường phố trong các buổi tập để tạo sự khó chịu cho Icaro. Khi tranh chấp, đối thủ sẽ dùng tay nắm áo, gây áp lực và Icaro cần phải giữ bóng trong tư thế xoay lưng lẫn đối phó sức ép do đối thủ tạo ra." Nhờ tập võ nên điều đó giúp cầu thủ của Milan dễ dàng thực hiện những tình huống sút cực mạnh. Anh đủ sức lực để kiểm soát những quả bóng trên không trung, nên việc tiền đạo người Thụy Điển có thể nã đại bác khi quả bóng nằm trên sân là điều bình thường. Những pha dứt điểm của ngôi sao 39 tuổi đều đi rất căng với quỹ đạo như tên lửa. Cách sút của Ibrahimovic không quá đặc biệt và căn bản khi anh vung hết bàn chân. Phần mu bàn chân giữ chắc chắn và giãn ra hết cỡ để tiếp xúc phần mặt dưới của quả bóng. Theo các nhà vật lý học, lý do bóng có thể bay mạnh và vút như cách đá của Ibrahimovic nằm ở phần tiếp xúc của bản thân. Khi dứt điểm bằng mù, các cầu thủ đã tác động lên quả bóng một diện tích tiếp xúc nhỏ là đầu ngón chân. mà diện tích tiếp xúc vào vật nhỏ đồng nghĩa tạo ra lực mạnh rất nhiều lần so với khi đặt lòng. Cách đá khiến diện tích tiếp xúc lớn hơn hẳn. Và cách vung chân ngay tâm bóng của Ibrahimovic sẽ khiến quả bóng đi theo đường thẳng với quỹ đạo nhanh như tên lửa. Cách va chạm này khác hoàn toàn so với việc Roberto Carlos từng tạo nên bàn thắng kinh điển vào lưới đội tuyển Pháp. Dù tình huống dứt điểm của Carlos là rất mạnh, nhưng điểm tiếp xúc nằm ở bên rìa quả bóng. Chính vì thế nên quả bóng xoáy ngược vào trong thay vì đi thẳng với vận tốc cực lớn như những cú dứt điểm giống Ibrahimovic thường làm. Tập luyện chăm chỉ, miệt mài trong phòng gym là yếu tố hàng đầu giúp một Ibrahimovic sắp đến tuổi 40 vẫn thi đấu tốt. Kẻ thù lớn nhất của đời cầu thủ chính là thời gian. Nhưng nếu một ngôi sao bóng đá chú trọng vào khía cạnh rèn luyện thể trạng, tuổi đời cầu thủ của họ sẽ được kéo dài. Và với Ibrahimovic, đó là điều bắt buộc phải thực hiện. Ít ai biết được, Ibrahimovic có một người bạn thân thiết và huấn luyện viên thể dục riêng là Dario Ford. Từ ngày gặp Ford ở AC Milan vào năm 2010, Ibrahimovic đã bị ấn tượng bởi cách huấn luyện viên này giúp anh duy trì thể trạng. Do đó, khi chân sút người Thụy Điển đến Paris Saint-Germain và Man United sau này, anh yêu cầu ban lãnh đạo chiêu mộ Ford. Được biết, Ford chính là người chịu trách nhiệm thiết kế các giáo án tập luyện phù hợp với thể trạng của cựu sao Juventus trong từng thời điểm. Chính sự linh hoạt và một chương trình tập có thể thích nghi với mọi tình huống như thế càng giúp Ibrahimovic duy trì tốt thể trạng. Đó là một phần lý do chúng ta hiếm khi thấy ngôi sao sinh năm 81 nghỉ thi đấu quá 45 ngày. Trong suốt sự nghiệp, tiền đạo thuộc biên chế AC Milan chỉ từng gặp chấn thương nghiêm trọng liên quan đến dây chằng khi còn thi đấu cho Man United. Nhưng với nền tảng thể chất tuyệt vời, sát thủ 39 tuổi vẫn vượt qua và tiếp tục duy trì phong độ chơi bóng ấn tượng. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tập luyện, nên trên Sport Medicine Journal, Ibrahimovic từng phát biểu: "Tôi nghĩ tài năng chỉ chiếm 30% sự thành công, phần còn lại phụ thuộc vào tập luyện chăm chỉ. Bạn có thể thấy được nhiều cầu thủ tài năng, nhưng nếu họ không tập luyện cật lực, tài năng đó sẽ bị lãng phí." Bạn có thể thấy thân hình của ngôi sao người Thụy Điển, anh tập trung phát triển mọi thứ từ phần ngực, vai, lưng, bụng và chân. Với dân thể hình chuyên nghiệp, Ibrahimovic có tạng người ốm và tương đối mảnh khảnh. Nhưng tạng người như thế là phù hợp trong làng túc cầu bởi điều đó giúp Ibrahimovic không gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở. Một điều đáng chú ý nhất nằm ở những bài tập workout Ibrahimovic thực hiện. Nếu các bài tập phát triển thân hình chỉ là một phần thì tập workout mới là phần chính trong phòng tập gym. Cựu cầu thủ Man United có thể tập workout với quả bóng chuyên dụng của phòng gym hay tập bụng bằng dụng cụ lan bụng. Ngoài ra, những bài ném bóng hay bài tập đập tay với dây thừng, nhảy dây cũng được tiền đạo sinh năm 81 thực hiện. Tất cả những bài này đều cần phải tập với công suất cực cao trong thời gian ngắn quãng. Nó không chỉ giúp cầu thủ giảm bớt lượng mỡ thừa, sự dẻo dai, linh hoạt mà còn giúp họ điều hòa và kiểm soát cách thở. Bên cạnh việc xây dựng những bài tập phù hợp cho Ibrahimovic, cầu thủ của AC Milan còn được Ford chuẩn bị sẵn một danh sách nhạc. Mục tiêu của việc này là vị huấn luyện viên người Ý muốn Ibrahimovic cảm thấy thoải mái nhất khi tập luyện. Điều đó giúp tiền đạo từng chơi bóng tại Ngoại hạng Anh thư giãn, thả lỏng nhất có thể để luôn làm tươi mới cơ thể của mình. Không chỉ trong tập luyện, ngay cả lúc đi ngủ, ngôi sao người Thụy Điển cũng chìm đắm trong những bản nhạc. Tôi thích dòng nhạc có nhịp điệu sôi nổi, tăng động. Chính vì cường độ cao như thế mới giúp tôi cảm thấy bình tĩnh và tỉnh táo, Ibrahimovic chia sẻ. Đi kèm với kế hoạch tập luyện đương nhiên sẽ là chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Gã du mục châu Âu này sinh ra ở làng chài Rosengard, nên anh đặc biệt thích ăn cá. Cá chính là nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể của ngôi sao AC Milan, một điều khá tương đồng với Cristiano Ronaldo, người từng thừa nhận rất thích ăn cá thay vì thịt. Bởi khác với các loại thịt, cá sẽ cung cấp thêm các bổ sung cần thiết hơn cơ thể, với omega 3 là ví dụ. Món ăn ưa thích khác của Ibrahimovic có tên là Vaklukov, một món ăn truyền thống tại quê nhà Thụy Điển và rất giống với xúc xích. Nhưng khác với xúc xích ở Việt Nam, thay vì chỉ đem chiên, món này còn có cách chế biến quen thuộc khác là khía lát, nhồi khoai tây, hành, đường, mỡ lợn và gia vị rồi đem nướng. Điều đó cung cấp cho Ibrahimovic một nguồn đạm đa dạng hơn nếu so với việc ăn xúc xích thông thường tại Việt Nam. Ibrahimovic coi trọng việc ăn uống không kém chuyện tập luyện, do đó anh cực kỳ khó tính trong vấn đề này. Một câu chuyện kể lại rằng Ibrahimovic từng phàn nàn khẩu phần ăn của các thủ tại Paris Saint-Germain. Anh cho rằng chúng quá nhàm chán và kết quả là Paris Saint-Germain phải sa thải ngay hai đầu bếp tại câu lạc bộ vào thời điểm đó để thuê người mới. Sự cẩn trọng với dinh dưỡng của chân sút người Thụy Điển còn thông qua một lời chia sẻ: "Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi không quan trọng vấn đề dinh dưỡng. Lúc đến Ajax, tôi thích ăn gì thì ăn, nhưng ngày hôm nay thì không còn như thế. Tôi nghĩ câu chuyện dinh dưỡng đã trở nên quan trọng trong 5 đến 10 năm qua. Nhờ đó mà sự nghiệp của tôi có vẻ như kéo dài thêm 5 năm. Ngày nay, tôi nghĩ mọi câu lạc bộ đều có sẵn một đội ngũ phụ trách việc ăn gì và phải ăn như thế nào. Điều đó phần nào giúp tôi có kinh nghiệm. Nếu tôi ở nhà, tôi vẫn biết bản thân cần phải hấp thụ những thực phẩm nào. Tổng kết lại, nguyên nhân chủ yếu giúp Ibrahimovic vẫn thi đấu tốt ở tuổi 39 nằm ở vấn đề thể trạng. Sự tuân thủ nghiêm ngặt về quá trình tập luyện lẫn kiểm soát tốt kế hoạch dinh dưỡng trở thành chìa khóa cho một Ibrahimovic sung mãn như hiện tại. Phong độ xuất sắc của ngôi sao người Thụy Điển vào lúc này không còn nằm ở yếu tố chuyên môn mà điều đó được thể hiện qua sự chuyên nghiệp cần có của một cầu thủ hàng đầu. Cuộc hành trình của Ibra sẽ chưa dừng lại khi anh vừa đồng ý gắn bó tiếp tục với AC Milan. Với Ibrahimovic, mọi thứ đơn giản là không có giới hạn.